Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Tân Tỵ tháng Đinh Hợi năm canh tý và ngày hôm nay là ngày hát đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim quỹ giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bạch lạp kim ngày tân tỵ tức chi khắc can nghĩa là họa khắc kim và ngày hôm nay là ngày không được tốt cho lắm. Vài nạp âm, bạch lạp kim, kỵ tuổi, ất hợi, kỵ hợi, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tỵ lộc hợp với thân, tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi ất hợi, kỵ hợi, ất tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỵ tỵ. Quý Tỵ, quý Mùi, quý Sửu và quý Hợi. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Dịch Mã tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao Thiên Ân tốt mọi việc, sao Thiên Thủy tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có gồm Sao Tiểu Hồng sa, xấu mọi việc, sao Nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao Câu trận, kỵ an táng, sao Ly sàng, kỵ về cưới hỏi. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 4 tháng 10 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy cái vận trình của bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thiên quan gây rối cái điều này làm cho bạn tử tí cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng vào những vụ tranh chấp thị phi với kẻ tiểu nhân việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sự nghiệp của bạn tử tí và với bà tuổi tí, nếu giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên đẩy mâu thuẫn lên quá cao. Bởi dù có thắng hay là thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã là người nhận được lợi ích. Bạn hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trở lại. Hãy trao đổi ý kiến. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tí, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thụy khác với họ. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và người nhà không được như ý muốn. Nguyên nhân có thể là do đôi bên có những ý kiến mâu thuẫn với nhau. Không nên khang khang làm theo ý của mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý bạn tuổi Tý nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim kiềm chế bạn tính nóng nảy, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, tránh xa những vụ tranh chấp với kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, không nên mâu thuẫn gay gắt với lãnh đạo, tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, chờ đợi thời cơ thích hợp để trao đổi, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thực thần phù trợ cho nên với bạn tuổi Sửu đối với những bạn làm nghề tự do sẽ được hưởng phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay, bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh do bạn tính cần cù, chăm chỉ và mọi người sẽ giới thiệu cho bạn những cái mối đầu tư béo bở nữa. Ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì có một ngày khá chi lạ, yên bình, bạn giữ được cái mối quan hệ với đồng nghiệp hài hòa, đôi bên hợp tác hiệu quả, khiến cho chất lượng công việc của bạn tăng cao, thời gian làm việc cũng được rút ngắn đáng kể với bạn. Bên cạnh đó, trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu rất hài hòa với nửa kia của mình. Cho dù bạn có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những cái quyết định thống nhất với nhau và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim được nhiều người xung quanh yêu mến tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy gặp được mối đầu tư béo bở tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa hợp tác tốt với đồng nghiệp tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ làm việc đạt được hiệu quả cao tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc tin tưởng vào nửa kia của mình và đánh giá của bạn tự xỉu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu ghi quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Tỵ tuổi Dậu tử vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy cái vận trình của bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, bạn mệnh tuổi dần sẽ phải hoàn thành tất cả mọi việc dựa vào sức của chính mình trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi dần, bạn không nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một thật tốt, đừng cố làm mọi việc thật nhanh chóng nhưng cậu thả bởi chỉ cần một sai sót bước nào đó thôi là rất có thể bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi với bạn tuổi dần là bạn hãy có niềm tin vào tương lai, những khó khăn bạn đang trải qua vào giờ phút này chính là bước đệm để cho bạn phát triển về sau sau này. Đừng có ngại khó khăn, vất vả bởi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng cho tương lai của mình bạn tuổi dần nhé. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên làm việc một cách cậu thả, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, có cái nhìn lạc quan về tương lai, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, không nên ngại khó khăn gian khổ. Về đánh giá của bạn Tử dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1 số 4, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi tốt. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy cái vận trình của bạn tuổi mão đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và gia đình rất chi là hòa hợp mọi khi bạn tuổi mão có gặp chuyện gì khó khăn các thành viên trong nhà đều cùng thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết nhờ thế mà mọi việc với bạn đều rất chi là yên bình và bạn tuổi mão bạn tìm được một nửa rất thấu hiểu và tâm lý có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời với bạn tuổi mão bạn cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn nữa để cho người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn dành cho người ấy về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi mạo trong ngày thứ sáu này, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn giúp cho bạn mệnh tạo dựng được quyền uy, bạn thể hiện được năng lực của mình và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, bạn sẽ được thăng quan tín chức nhanh chóng trong tương lai mà thôi bạn tuổi mạo nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy, các thành viên trong gia đình hòa hợp từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nửa kia thấu hiểu và tâm lý từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ tạo dựng được quyền uy trong sự nghiệp từ vi tuổi tân mão thuộc mộc nhận được sự tin tưởng của mọi người từ vi tuổi quý mão thuộc kim có cơ hội thăng quan tín chức nhanh chóng về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. tử vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy trong ngày này bạn tuổi thìn đang gặp ngày có thương quan xuất hiện. Cái điều này làm cho bạn tuổi thìn đang có điểm báo, rắc rối sẽ xảy ra với bạn trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi thìn, bạn mệnh có thể vướng phải những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với lãnh đạo, khiến cho công việc của bạn gặp trục trặc. Tuy vậy, với bà tuổi thìn cũng không nên suy nghĩ quá bi quan. Và bà tuổi thìn, trước khi oán trách người khác, bản mệnh cũng cần phải xem xét lại chính bản thân mình để nhận ra rằng mình cần phải thay đổi những tính xấu nào đó, cải thiện những cái yếu điểm của mình. Quá trình tự kiểm điểm này của bạn cũng giúp cho bạn tuổi thìn tiến bộ nhanh chóng hơn nữa trong tương lai xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn ngày này là ngày thích hợp để cho bạn khám chữa bệnh vì vậy nếu như bạn cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt thì bạn nên đi kiểm tra ngay bệnh tật càng phát hiện sớm thì càng dễ chữa khỏi bạn tuổi thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa mâu thuẫn bất đồng với lại nào tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ nghiệp việc gặp phải nhiều trục trặc tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc không nên suy nghĩ quá bi quan tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim tự kiểm điểm lại bản thân mình tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và đánh giá của bạn tử Thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy cái vận trình của bạn tuổi tỵ đang gặp ngày có kiếp tài gây rối cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi không đáng có và với bạn tuổi tỵ có thể bạn sẽ phải nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh vì thế điều bạn cần làm là chứng minh bạn lệnh cho người khác thấy và với bạn tuổi tỵ trước khi đưa ra quyết định nào đó bạn cũng cần phải suy nghĩ một cách thận trọng, tránh manh động, mù quáng, thiếu lý trí. Bởi nếu như vậy thì rất có thể bạn sẽ phải thu dọn hậu quả cho những gì mà mình đã gây nên bạn tuổi tỵ nhé. Và trong ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tỵ là không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì khai gây khó chịu, bạn không nên dự ở trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình bạn tuổi tỵ nhé và tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ chứng minh bản lĩnh của mình tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi tân tỵ của kim không nên giữ cảm xúc trong lòng tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tâm sự với người đáng tin cậy về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc bốn sao sức khỏe bốn sao tình cảm bốn sao con số may mắn số ba số sáu giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi ngọ, tuổi dậu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy vận trình công việc của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay tín chỉ rất chi là thuận lợi khi bạn đang gặp được ngày của tam hội cục nâng đỡ mọi kế hoạch của bạn mệnh tuổi ngọ đặt ra trong ngày đều có được những bước phát triển tích cực chỉ cần bạn hết mình vì công việc thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt bạn tuổi ngọ nhé các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi ngọ trong ngày này cũng vô cùng là hài hòa bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Nếu như bạn đang có khúc mắc gì, hãy mạnh dạn xin ý kiến của mọi người, bởi mọi người sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ đưa ra được cách giải quyết đúng đắn, hợp tình, hợp lý. Trong ngày này, đối với bà tuổi ngọ, nếu có việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay, thì bạn mệnh nên đi về hướng hỷ thần hoặc là tài thần hướng Tây Nam. Hai hướng này làm cho bạn công việc sẽ gặp được nhiều thuận lợi hơn. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim thực hiện mọi việc theo đúng kế hoạch. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ công việc phát triển thuận lợi, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, cô bước tiến trong sự nghiệp. Về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Cái vận trình ngày thứ sáu này đối với ba tuổi mùi, bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn tuổi mùi đang còn độc thân thì có được một ngày đào hoa nở rộ bạn tuổi mùi, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác giới từ ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Bạn hãy quan sát thật kỹ để nhận ra ai là người thực lòng với mình bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất chi là yên bình, sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn tuổi mùi luôn tin tưởng và thâm tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống nữa nhé ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ cho nên đối với những bạn làm ngày tự do sẽ nhận được một khoản lời lại ngay trong ngày hôm nay có thể những cái mối đầu tư trước đó của bạn đã đến thời điểm thu hoạch và bạn tuổi mùi có thể tự thưởng cho bản thân mình một món quà để khích lệ bản thân mình nữa bạn tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có được cơ hội tìm được nửa kia. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa mối quan hệ vợ chồng hòa hợp. Từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ tin tưởng vào nửa kia của mình tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc người làm kinh doanh nhận được lại lớn và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp bốn sao tài lộc năm sao sức khỏe bốn sao tình cảm năm sao con số may mắn số một số tám giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi dậu. Tử vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với ba tuổi thân cho chúng ta thấy là với bạn tử thân, bạn vốn là người có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng, giữ tác động tích cực của ngũ hành nhị hợp, làm cho công việc của bạn tử thân tiến triển rất thuận lợi, bạn dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Và với bạn tử thân, bạn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, tuy vậy không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, thậm chí có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc, làm tổn hại đến bạn. Dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bạn tuổi thân cũng không nên quá bi quan nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi thân, dễ khắc khẩu với nửa kia của mình trong ngày hôm nay, rồi ý kiến bất đồng của đôi bên có chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất là nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn để trao đổi ý kiến với nhau bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, công việc tiến triển thuận lợi, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại. Từ vi tuổi canh thân, thuộc mộc, không nên suy nghĩ quá bi quan. Từ vi tuổi nham thân, thuộc kim, vợ chồng dễ mâu thuẫn, khắc khẩu. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ 6, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dậu thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020, xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này nhờ có ngũ hành tam hợp tị giàu xỉu nâng đỡ cho nên với bạn tuổi giàu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình sự quyết đoán khiến cho bản mệnh có thể chinh phục được lòng tin của mọi người thậm chí là đưa cả tập thể vươn tới cái sự thành công nhanh chóng hơn tuy nhiên với bạn tuổi giàu bạn lại là người quá mức thẳng thắn khi góp ý hay là có ý kiến phê bình ai đó thì với bạn tuổi giàu nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển sẽ giúp cho người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây mất lòng người khác. Ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm, mối quan hệ giữa bạn mệnh tuổi Dậu và con cái không quá hài hòa, nguyên nhân có thể là do vì bạn luôn áp đặt những suy nghĩ của mình vào con cái và bắt con cái phải nghe theo ý của mình. Nếu muốn cải thiện tình hình này thì với bạn tuổi Dậu hãy thay đổi tính cách này đi bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo, từ vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ chú ý cách sử dụng từ ngữ. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc chưa thật sự tháo hiểu con cái. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên áp đặt quan điểm cho mọi người. Và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tụi xỉu, tụi thìn, tụi tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ sáu ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020. Cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, cái điều này cho thấy mối quan hệ giữa bạn tuổi Tuất và cha mẹ của mình rất chi là hòa thuận. Bạn mệnh tuổi Tuất luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ vì hiểu rằng cha mẹ luôn muốn tốt cho mình và có nhiều kinh nghiệm sống hơn nữa. Với nửa kia, bạn tuổi tuất luôn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình, dù đi làm có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa. Bạn, quan điểm, đã là chồng, vợ, thì giúp đỡ và chia sẻ mọi công việc dù là lớn hay là nhỏ cùng với nhau nữa nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tuất bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này cho thấy với bà tử tuất sẽ gặp phải bất trắc lớn trong sự nghiệp của mình. Chuyện thi thố hay là bầu cử không được như ý muốn trong ngày hôm nay. Và với bạn tử tuất bạn cần phải sẵn sàng tinh thần để chuẩn bị. Hãy chú ý bởi bạn là người rất khó hợp tác với người khác trong ngày đó nhé. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tôn trọng ý kiến của bè trên từ vi tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ là người vợ, người chồng có trách nhiệm, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc quan tâm chăm lo đến gia đình, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim chuyện thi cử không được thuận lợi, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy sẵn sàng tinh thần đối diện với khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp ba sao, tài lộc bốn sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao quân số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi, thứ sáu ngày mùng bốn tháng mười hai năm hai nghìn không trăm hai mươi xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi hợi bạn thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình nên dễ khiến cho mọi người chê cười bạn nhé. Và bạn tuổi hợi, bạn là người có tham vọng nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình nên dễ rơi vào tình trạng ôm đồm nhiều việc. Bạn hãy nhớ là thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng cố gắng ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng không được tốt cho lắm. Bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì với bạn tuổi Hợi nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa thích thể hiện quan điểm của bản thân từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ chú ý hoàn cảnh đối tượng giao tiếp từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên ôm đồm quá nhiều việc từ vi tuổi tân hợi thuộc kim không nên giấu mọi chuyện trong lòng từ vi tuổi kỷ hợi thuộc thủy thành công không đến một cách nhanh chóng về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi mùi, tuổi tí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.